Mình hướng dẫn cho bạn làm vệ sinh nọ điếu cày này. Nọ điếu này đấy. Rút ra. Đó, nhẹ nhàng chưa? Đổ nước đi. Đấy. Nọ lông mày bệnh tí. Vòi nước xả. Rửa quay tí. Đổ nước đi. Rồi cái nọ. Đầu tiên là mình làm vệ sinh thì mình phải có lông gà hoặc lông vịt gì cũng được. Tuy đây mình lông này lông ngan. Đấy, xả nước sạch sẽ đây. Cái hút thuốc lao lông này nó sẽ dính trong cái này, trong cái lông này, keo thuốc á, nó bỏ ô máy nhét vô. Cái này hơi to tí thì mình dắt ngược lại được vì nó hơi to. Coi nước vào con này, tại cái lông này to quá, kiếm lông này nhỏ thôi. Đấy, còn máy nó sọc cái này. Đấy. Chưa? Đừng nghỉ bậy nhá. Đó, đấy, chuyên nghiệp đấy. Ngoái này. Đây là Dancy chưa? Đó, Dancy đấy. Ngoái cho nó hút nó kêu lắm ấy. Đó, mà ngoái. Tí nữa sẽ hút thử. Tí nữa thích thử pha biết liền. Đó, rồi xả nước cho nó sạch. Để ngoái. Ngoái. Không, ngoái, không. Ngoái, ngoái, sọc. Không biết. Ngoái sọc ngoái sọc đó. Rồi đấy. Đó, sạch sẽ rồi. Ngoái này. Đó, ngoái. Đấy. Xả nước ra sạch đây. Lâu ngày cái nọ này mày một tuần làm mày xin lần. Đấy, được rồi, chân mày nếu mà ai hút nhiều thì khoảng 2 3 ngày vậy đó. Còn hút ít như mình thì nên lồng cánh. Lấy lông cánh thùng. Lấy lông gà, lông vịt, lông ngan gì đó. Mà lông nhỏ còn hơi to một tí. Bằng lông cánh, bằng rồi, cánh. Rồi, quên đi. Đó, xong rồi. Cho ít nước vào. Rồi, lắp ống, lắp nọ vào thôi. Lắp chiều nào được hết á. Rồi, bây giờ thổi. Đây, hút thử này. Nghe tiếng kêu chưa? Thông chưa? Hôm nay